Có mấy khi mà chúng ta phải xưng tội giết người? Không bao giờ. Ít lắm. Họa hiếm. Có mấy khi mà chúng ta phải xưng tội ăn cắp hay ăn trộm? Nhưng mà tội ở trong lời nói thì có hay xưng không? Không có lần nào đi xưng tội mà không có xưng tội về lời nói. Nói dối nè, nói hành nè, nói xấu nè, nó toàn là lời nói của mình. Cho nên thánh gia cô bê thực tế lắm. Và ngài có một hình ảnh rất là hay. Ai không vấp ngã về lời nói thì ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế toàn thân nhé. Toàn thân chứ không phải kiềm chế cái miệng đâu. Toàn thân. Tại sao vậy? Ngài giải thích từ câu 3 này. Nếu ta tra hàm thiết vào miệng ngựa để bắt chúng vâng lời thì ta điều khiển được toàn thân chúng. Anh em cũng hãy nhìn xem tàu bè, dù nó có to lớn và có bị cuồng phong đẩy mạnh thế nào đi nữa thì cũng chỉ cần một bánh lái rất nhỏ để điều khiển theo ý của người lái. Cái lưỡi cũng vậy, nó là một bộ phận nhỏ bé của thân thể mà lại huênh hoang làm được những chuyện to lớn. Cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào mà làm bốc cháy đám rừng to lớn biết bao. Cái lưỡi cũng là một ngọn lửa, là cả một thế giới của sự ác. Cái lưỡi có một vị trí giữa các bộ phận của thân thể chúng ta. Nó làm cho toàn thân bị ô nhiễm, đốt cháy bánh xe cuộc đời, vì chính nó bị lửa hỏa ngục đốt cháy. Thật thế, mọi loài thú vật và chim chóc, loài bò sát và cá biển thì loài người đều có thể chế ngự và đã chế ngự được, nhưng cái lưỡi thì không ai chế ngự được. Nó là một sự giữ không bao giờ ở yên, vì nó chứa đầy nọc độc giết người. Ta dùng lưỡi là chúc tụng Chúa là cha chúng ta. Ta cũng dùng lưỡi mà nguyền rủa những con người đã được làm ra theo hình ảnh Thiên Chúa. Từ cùng một cái miệng phát xuất lời chúc tụng và lời nguyền rủa. Thưa anh em, như vậy thì không được. Chẳng lẽ một mạch nước lại có thể phun ra từ một nguồn cả nước ngọt lẫn nước chua sao? Thưa anh em, làm sao cây vả lại có thể sinh ra trái ô liu, hoặc cây nho sinh trái vả? Nước mặn cũng không thể sinh ra nước ngọt. Cái lưỡi, thánh gia cô bê nói, rồi các triết gia Hy Lạp cũng nói, rồi nhiều truyền thuyết, những câu chuyện nổi tiếng của các dân tộc cũng đều nói đến cái lưỡi. Ta chả có nói gì xa xôi, ta cứ nhìn vào trong thực tế của đời sống. Chắc các anh chị cũng thấy ngay tầm quan trọng của cái lưỡi. Người ta dùng lưỡi, dùng miệng mình để chúc tụng Chúa. Cao cả lắm. Không bao giờ các anh chị có dịp vào sống một tuần trong những đan viện chẳng hạn, thì sẽ thấy các thầy ở trong những đan viện đó đó, họ được kêu gọi là cố gắng giữ thinh lặng hết sức, chỉ nói khi rất cần thiết thôi. Có một lần tôi đi giảng tĩnh tâm cho một đan viện, cho đến bây giờ là có 2 lần tôi đi giảng cho 2 đan viện khác nhau. Nhưng mà lần đầu tiên thực sự là tôi rất kinh ngạc
Các thầy giữ thinh lặng tuyệt đối. Và trên hành lang đi, mình thấy có một cái ô trống. Đến lúc hỏi ra thì người ta bảo là khi nào có việc cần lắm mà bắt buộc phải nói thì đi vào trong cái ô đấy mà nói. Rồi ăn cơm cũng không có nói chuyện, nghe đọc sách. Mà cha giảng phòng thì không được ăn chung với các thầy, phải ăn riêng ở cái phòng khác. Mình ăn trưa xong thì đã nghe cất tiếng hát rồi, mới tò mò dòm ra xem sao. Thế thì hóa ra các ông ấy ăn xong rồi các ông ấy xếp hàng ngay ngắn thẳng tắp, đi từ nhà cơm về nhà ngủ, vừa đi vừa hát kinh Magnificat, linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Thánh thiện quá sức. Còn những giờ kinh thì rất nhiều. 3 giờ sáng đã dậy hát kinh rồi. Ngoài ra còn giờ kinh trưa, kinh chiều nhiều lắm. Thành thử ra cái miệng đó chủ yếu được dùng để chúc tụng Chúa. Chúc tụng Chúa. Còn nói chuyện với nhau chỉ khi nào cần thiết. Cái miệng được dùng để chúc tụng Chúa. Cho nên cái miệng nó cao cả. Rồi cái miệng và lưỡi của chúng ta cũng vậy, được dùng để rao giảng lời của Chúa. Thánh Phaolô nói làm sao? Làm sao người ta có thể tin nếu không được nghe rao giảng? Làm sao người ta có thể nghe nếu không có ai rao giảng? Làm sao có người rao giảng nếu không có ai được sai đi? Cho nên đối với Thánh Phaolô đó, người ta tin là nhờ nghe, mà nghe được là vì có người rao giảng lời của Chúa. Miệng lưỡi mình nó cao cả lắm, bởi vì rao giảng lời của Thiên Chúa hằng sống cơ mà. Và trong thực tế chúng ta còn thấy miệng lưỡi của một số anh chị em là phương thế để kiến tạo sự hòa giải, để gieo rắc bình an, để vun đắp hạnh phúc cho người khác. Phải không? Cãi nhau dữ lắm, vậy mà Chúa ban cho có một ai đó miệng lưỡi khéo léo, người ta có thể giúp cho sự xung đột nó nhẹ đi, hòa giải với nhau. Đau khổ lắm mà Chúa ban cho một ai đó có những lời lẽ nhẹ nhàng ngọt ngào, làm cho nỗi đau của mình nó như tan biến đi, hạnh phúc trở lại. Mình đang mất bình an, có ai đó đến an ủi nâng đỡ, mình tìm được sự bình an. Cho nên cái miệng của mình nó quý lắm. Chúc tụng Chúa, giảng lời Chúa, rồi xây dựng bình an, gieo rắc hòa giải. Nhưng mà ngược lại thì cũng cái miệng này là quá thể. Quá thể. Nó có thể gây ra đủ thứ chuyện hết. Mà tội người ta phạm dễ nhất là nói hành và nói xấu nhau đó. Tội dễ phạm nhất. Các anh chị chắc chắn là còn nhớ ông Thánh Philip Neri đấy, có lần ông ấy ra việc đền tội cho một người giáo dân mà xưng tội là nói hành nói xấu đấy. Việc đền tội rất là hay, mới nghe là hấp dẫn lắm, về làm thịt con gà mà ăn cho nó thoải mái nhá. Nhưng mà cái phần thứ hai thì không có vui vẻ. Làm thịt xong thì lông gà là đi từ nhà mình ra nhà thờ, đi đến đâu thì tung lông gà ra đến đấy. Xong rồi về nhà cứ thế mà ăn cho nó vui vẻ. Nhưng sáng hôm sau thức dậy thì chịu khó đi nhặt lại cho bằng đủ lông gà. Hỏi là có nhặt nổi không? Cách nào mà nhặt nổi cho nó đủ? Mà Ngài ra việc đền tội như vậy để cho mình ý thức là
lời nói hành nói xấu của mình khi đã ra khỏi miệng của mình rồi, không lấy lại được. Mình đã làm mất danh dự của người ta, khó mà lấy lại được. Và nhiều khi vì mất danh dự, người ta đau khổ. Đau khổ mà không có thuốc gì bác sĩ cho mà nó khỏi được hết đấy. Và trong thực tế mỗi chúng ta đều có kinh nghiệm như vậy hết à. Đều có kinh nghiệm khi mà mình bị người khác nói hành nói xấu. Và có lẽ cũng có kinh nghiệm là mình nói xấu người khác nữa. Và cái nguy hiểm nhất là mình không có trực tiếp thấy, nhưng mà mình nghe nói thôi, rồi mình lại nói lại cho người khác, mà nó không còn trung thực nữa. Rồi mình lại, người khác đó lại kể thêm cho người khác nữa, thì nó lại càng xa nguyên bản. Và cứ như vậy cuộc đời này người ta đau khổ vì cái miệng. Nó gieo rắc sự bất hòa, sự nghi kỵ, sự chia rẽ ngay trong đời sống gia đình, rồi đến đời sống cộng đoàn. Tôi nói các anh chị đừng có buồn. Các anh chị cứ nhìn lại đời sống cộng đoàn giáo xứ của mình, rồi đoàn thể mà mình tham gia, mà xem có phải bao nhiêu lần chia rẽ chỉ vì cái miệng. Người này nói một câu, người khác kể lại mà nó không còn trung thực. Cứ như vậy, cứ như vậy. Nó tạo sự hiểu lầm ngộ nhận nhiều khi ngay giữa hai linh mục với nhau đấy chứ. Bởi vì nó khổ thế này nên lại không nói với nhau mà cứ nghe giáo dân nói. Người giáo dân vào gặp cha sở thì bảo, gớm ông cha phó này ông nói chà chá ra cái gì. Thế là cha sở nó điên tiết lên, phó mà nó dám nói xấu mình. Thế rồi lại vào nói với cha phó bảo, hương cha sở ông than cha lắm, khổ vậy. Mình nói cho nó, không biết là đi tìm cái gì, không biết là đi tìm cái gì, mà mình không có ý thức được là hậu quả tai hại mà nó đem tới. Và có một thứ hậu quả mà mình không ý thức nữa, đó là chính những cái xấu nó sẽ quay ngược lại cuộc đời của mình. Nhà Phật người ta diễn tả bằng cái hình ảnh rất đơn sơ. Khi chúng ta cầm một hòn đá ném xuống lòng hồ, thì lúc đầu nó chỉ là cục đá nó rơi ở đó, nó gây chấn động. Nhưng mà cái chấn động đó là nó sẽ lan ra. Và khi nó đụng đến bờ hồ thì làm sao? Nó bắt đầu nó dội lại. Cuối cùng ở giữa là lãnh đủ. Cái hậu quả mà mình không ý thức, chúng ta nói là thưởng phạt đấy. Rồi cuối cùng là mình là người lãnh nhận thôi. Cho nên chỉ cần nhìn vào thực tế, ta cũng đã thấy tầm quan trọng của cái miệng, cái lưỡi của lời nói. Vừa cao cả mà lại rất là bi đát. Thế thì nó đâu có phải ở tự cái miệng hay là tự cái lưỡi đâu, mà như Chúa Giêsu nói, xấu hay nó tốt là từ lòng chúng ta mà ra. Và tôi có nói với các anh các chị nhiều lần, khi ta nói đến lời, mình phải ý thức là lời nội tâm, cái lời ở trong lòng mình, tức là tâm tư, là tư tưởng của mình, cái lời nội tâm. Cái lời nội tâm này có thể được diễn đạt qua lời nói trên môi miệng mình. Và lời nội tâm này cũng được diễn đạt bằng những ngôn ngữ không lời. Cho nên khi nói đến kềm chế miệng lưỡi đó, thì thực ra sâu xa hơn là chúng ta phải vun đắp với lời nội tâm. Phải vun đắp với lời nội tâm.
là vun đắp chính tâm hồn của mình. Khi tâm hồn của mình bình an, tâm hồn của mình hiền hòa, tâm hồn của mình là tâm hồn của một con người biết tự chủ, của một người biết sống vị tha, khiêm tốn, thì lời nói hay là ngôn ngữ không lời, nó đều diễn đạt sự bình an, sự hiền hòa, tự chủ, vị tha. Còn khi lời nội tâm ở trong lòng ta mà nó đã mất bình an, nó không có sự hiền hòa, nó thiếu tự chủ, thì lập tức lời nói mình buông ra là những lời nóng nảy, giận, ghét, gây chia rẽ, gây oán thù, gây đau khổ. Cho nên kềm chế miệng lưỡi không cần phải đi ra mấy ông bác sĩ, nha khoa, không cần phải làm đẹp, mà là kềm chế cái lời nội tâm này, vun đắp lời nội tâm. Người ta vẫn có một câu: của cho không bằng cách cho. Có hai mặt đấy, các anh chị thấy không? Có những người có thể là trí thức và hiểu biết rất rộng, rất sâu, nhưng mà cái cách đó để truyền đạt cho người ta thì lại không ổn, cho nên nó không có hiệu quả. Còn có những người có thể người ta không có tầm mức trí thức hoặc là hiểu biết sâu rộng như vậy, nhưng mà cách người ta truyền đạt, nhờ cái tâm của người ta nó bình an, nó hiền hòa, nó tự chủ, vị tha, cho nên người khác nghe mà cảm thấy được thuyết phục. Mình đừng quên cái khía cạnh đấy. Thành thử khi Thánh Gia-cô-bê nói về kềm chế miệng lưỡi, tôi muốn chia sẻ thêm với các anh chị suy nghĩ đó để thấy cội nguồn nó sâu hơn. Đó là chính lời nội tâm trong lòng của ta, là chính tâm tư, tâm hồn của mình. Mình phải vun đắp từ bên trong. Còn trong thực tế thì lời khuyên của các nhà đạo đức là chớ bao giờ mà nói khi mình đang nóng giận. Không ai trong chúng ta mà không có lúc nóng giận. Có chứ, tôi có chứ. Giận thử thì sao giận được. Cũng có những cái tối trước khi đi ngủ xét mình thì cũng thấy có nhiều lúc mình có thái độ ứng xử hoặc là lời nói nó không được. Có chứ. Nhưng mà có điều nếu mình không tập á, thì nó sẽ không có tự chủ được. Mình sẽ phản ứng ngay lập tức. À, ai mà nói điều mà mình cảm thấy là nó không vui, cái là phản ứng liền, mà nói như tát nước vào mặt người ta thì là khó lắm. Thế thì những lúc mà các anh chị cảm thấy đang nóng giận, các nhà đạo đức khuyên chúng ta là đừng nên nói. Tốt nhất là đi tìm một nơi tĩnh lặng cho lòng mình nó tĩnh xuống. Một trong những cách để giúp cho mình tĩnh là lần chuỗi đấy. Tôi nói thật chứ không có nói đùa đâu. Nó rất đúng tâm lý đấy. Khi mà lần chuỗi là tay của mình nắm chàng chuỗi này, nhà Phật gọi là thân này. Miệng là cái khẩu này. Mình không có để không mà mình Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con. Mà cũng chỉ có một lời đó thôi, lặp đi lặp lại một nhịp điệu. Tay của mình thì lần thường chuỗi. Mình mà lần 10 kinh cho đàng hoàng thôi, cái tâm của mình bắt đầu nó tĩnh xuống. Và khi tâm của chúng ta tĩnh, chúng ta sẽ bắt đầu có một cách nhìn và cách ứng xử khác với lúc mà ta đang nóng giận. Bảo đảm như thế. Lúc mà mình nóng giận, mình sẽ có cách ứng xử khác.
Thành thử ra lời khuyên của Thánh Gia-cô-bê rất cần đối với chúng ta nhé. Thời giờ không có nhiều cho nên chắc và phải ngưng ở đây thôi. Nhưng nếu tuần sau á, các anh chị mà đọc thư Gia-cô-bê thì cũng nên quan tâm đến một chủ đề nữa, đó là sự chênh lệch giàu nghèo và thái độ của chúng ta như thế nào đối với người giàu, đối với người nghèo. Và một chủ đề nữa mà Ngài cũng nhấn mạnh khá nhiều, đó là cầu nguyện mà là trong kiên nhẫn, rất là cần cho chúng ta. Thôi trễ rồi, nhiều anh chị phải về xa nữa à, chúng ta nghỉ ở đây. Điểm thứ nhất đó, tuy là nó mang tính thực hành nhưng mà cũng liên quan đến vấn đề giáo thuyết, đức tin và việc làm. Bây giờ để cho rõ, mời các anh chị lấy thư Gia-cô-bê ở chương thứ 2. Chương thứ 2, chúng ta cùng nhau đọc từ câu 14 cho đến câu 23. Đức tin và hành động. Thưa anh em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin thì nào có ích lợi gì? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng? Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hàng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ: hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì? Cũng vậy, đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. Đằng khác, có người sẽ bảo: bạn có đức tin, còn tôi có hành động. Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động. Còn tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin. Bạn tin rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Bạn phải lại, bạn ma quỷ cũng tin như thế, và chúng run sợ. Hỡi người đầu óc rỗng tuếch, bạn có muốn biết rằng đức tin không có hành động là vô dụng không? Ông Abraham, tổ phụ chúng ta, đã chẳng được nên công chính nhờ hành động khi ông hiến dâng con mình là Isaac trên bàn thờ đó sao? Bạn thấy đó, đức tin hợp tác với hành động của ông, và nhờ hành động mà đức tin nên hoàn hảo. Như thế ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã chép: ông Abraham tin Thiên Chúa, và vì thế Thiên Chúa kể ông là người công chính, và ông được gọi là bạn của Thiên Chúa. Vâng, tới đây được rồi. Như vậy là Thánh Gia-cô-bê tông đồ nhấn mạnh đến hành động, phải không? Đức tin không có hành động là đức tin chết. Và Ngài minh họa bằng gương mẫu của tổ phụ Abraham hiến dâng Isaac. Nhớ như vậy nhé. Thế bây giờ các anh chị lấy dùm tôi thư Roma mà chúng ta đã học rồi. Thư Roma ở chương 3, câu 21 cho đến câu 26. Thấy chưa? Đọc thêm đoạn này rồi đối chiếu xem là có mâu thuẫn với nhau không. Thánh Phaolô viết như thế này: nhưng ngày nay sự công chính của Thiên Chúa đã được thể hiện mà không cần đến luật Mô-xê. Điều này sách luật và các ngôn sứ làm chứng.
quả thế người ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Tất cả những ai tin đều được như thế, bất luận là ai. Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa, nhưng họ được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Kitô Giêsu. Thiên Chúa đã đặt người làm nơi xá tội nhờ máu của người cho những ai có lòng tin. Như vậy, Thiên Chúa cho thấy người là đấng công chính. Trước kia, trong thời Thiên Chúa nhẫn nại, người đã bỏ qua các tội lỗi người ta phạm. Nhưng bây giờ, người muốn cho thấy rằng người vừa là đấng công chính, vừa làm cho kẻ tin vào Đức Giêsu được nên công chính. Như vậy ở đây thì Thánh Phaolô nhấn mạnh cái gì? Nhấn mạnh lòng tin. Và nếu mà chúng ta đọc sang chương 4 thì thấy Thánh Phaolô cũng lại nêu gương tổ phụ Abraham. Ông Abraham đã tin Thiên Chúa và vì thế được kể là người công chính. Thánh Phaolô thì nhấn mạnh đến đức tin, Thánh Giacôbê thì nhấn mạnh đến việc làm. Như vậy là hai vị thánh có mâu thuẫn nhau không? Thế không thì ở chỗ nào phải giải thích chứ, còn không thì dễ thôi. Hả? Đức tin là nên công chính, không phải là chỉ có lòng tin không, mà mình phải dâng hiến cả xác mình để dâng cho Thiên Chúa toàn vẹn con người của mình, đấu đá với chính mình, nó cũng là một hành động và chỉ nói. Chị có ý kiến là tin không phải chỉ là tin suông hả, mà là phải chiến đấu, thì đấy là hành động. Các anh chị có ý kiến gì nữa không? Thánh Giacôbê và Thánh Phaolô có mâu thuẫn với nhau ở điểm này không? Mà nếu mà chúng ta nhìn ra lịch sử của giáo hội á, thì các anh chị sẽ thấy là đây cũng là cuộc xung đột lớn giữa tin lành và công giáo nhé, không phải chuyện nhỏ đâu. Bên tin lành có câu châm ngôn là làm sao? Sola fide, sola scriptura. Chỉ có đức tin mà thôi, và chỉ có thánh kinh mà thôi. Mục sư tin lành có làm lễ như linh mục công giáo? Ngày Chủ nhật mà họ họp nhau lại đó, họ có cử hành thánh thể không? Không có đâu, chủ yếu là giảng à. Và giáo dân là ai đi lễ cầm theo thánh kinh. Mục sư mời mở thư Roma chương mấy là mở xoay sạch ra ngay, giống như lớp chúng ta này. Chứ còn người công giáo mình đi lễ thì mấy ai có thánh kinh, phải không? Mà giả như có mà bảo mở thư Roma tìm gần chết, không biết nó nằm ở đâu. Chỉ có thánh kinh mà thôi, và chỉ có đức tin. Nhấn mạnh đến đức tin. Công chính hóa bởi đức tin, chứ không phải bởi việc làm. Cho nên đây là vấn đề giáo lý đấy, chứ không chỉ là mục vụ theo nghĩa thực hành mà thôi đâu. Và chúng ta phải nắm vấn đề cho vững. Thế thì tôi đề nghị một vài điểm chính như thế này: đức tin và việc làm. Điểm đầu tiên mà mình phải xác định đó là ơn công chính hóa. Chúng ta gọi cho nó quen thuộc ơn cứu độ của Chúa này. Mình được cứu độ, mình được công chính hóa là do công đức của bản thân, do việc làm của chúng ta, hay là do ân huệ của Thiên Chúa? Ân huệ của Thiên Chúa. Phải xác định rất rõ như vậy. Ơn công chính hóa hay là ơn cứu độ, đó là ơn Chúa ban,
người Công giáo mình dùng cái từ gọi là nhưng không, phải không? Hay là ơn ban không, các cha phục vụ giờ kinh thì dịch là ban không, còn dịch theo kiểu văn học nghệ thuật đó là tình cho không, biếu không. Đấy, mình không có đón nhận ơn cứu độ theo cái kiểu là lạy Chúa cả đời con đầy công đức như thế này, giống như là đưa cho Chúa 1 tỷ thì Chúa phát cho một cái vé vào thiên đàng, không có đâu. Hoàn toàn là ân huệ Chúa ban nhưng không. Và chúng ta đón nhận ân huệ đó bằng cách nào? Ta đón nhận bằng đức tin. Đón nhận bằng đức tin. Các anh chị đã học Thánh Kinh rồi, từ Cựu Ước cho tới bây giờ, thì hiểu rất rõ đức tin theo Thánh Kinh là gì? Là thưa vâng với lời của Chúa. Cho nên người ta nói đến sự vâng phục của đức tin là vậy. Chúa mời gọi và mình thưa như Đức Mẹ vậy. Vâng, vâng. Đấy là tin. Chúng ta đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa bằng lòng tin. Thế bây giờ, điểm kế tiếp đó, một niềm tin đích thực là gì? Một niềm tin đích thực á, không chỉ là tin suông bằng lý trí hoặc là trên môi miệng, phải không? Mà là sự dấn thân của con người toàn diện. Con người toàn diện này có hồn, có tâm, có xác, có trí, tất cả con người toàn diện. Chứ không phải là chỉ tin Chúa ở trên môi miệng hoặc là tin Chúa bằng một số công thức lý luận, không phải. Và khi ta hiểu là đức tin á, sự đáp trả lời mời gọi của Chúa là sự dấn thân của con người toàn diện như vậy, thì hàm chứa ở đây đã có việc làm hay chưa? Có rồi, có rồi. Một cách cụ thể nhất này, ta nhìn vào tổ phụ Abraham và mẹ Maria, hai gương mẫu của đức tin. Tổ phụ Abraham tin Chúa và ông được kể là công chính. Nhưng mà ông tin thế nào? Chúa bảo ông là hãy rời bỏ quê hương xứ sở của cha ngươi và đi đến một miền đất ta chỉ cho. Thế thì tổ phụ Abraham thưa vâng. Và sau khi thưa vâng xong, ông ấy vào nhà uống nước trà đánh cờ tiếp à? Đâu có đâu. Sau khi thưa vâng xong là ngài nhổ trại lập tức và đi đến một miền đất mà chính ngài không biết là nó ở đâu, chỉ biết là Chúa bảo đi thì đi. Rồi thì Chúa hứa với ngài đó là dòng dõi đông như sao trời và cát biển, hơn 100 tuổi mới có được một con. Rồi Chúa lại bảo đem đứa con lên trên núi hiến dâng cho Chúa. Ngài tin, và tin có nghĩa là ngài dám hiến dâng chính đứa con duy nhất của mình cho Chúa. Tin là như vậy đấy, chứ không phải là tin xuống. Và mẹ Maria của chúng ta cũng thế thôi. Khi Đức Mẹ thưa lời Fiat mà chúng ta dịch là xin vâng đó, thì đâu phải chỉ là thưa xuống đâu, mà Đức Mẹ dẫn toàn thể con người của mình vào kế hoạch của Thiên Chúa. Ngày hôm nay mình nhìn Đức Mẹ mình toàn thấy là vinh quang thôi. Nào là Đức Mẹ hồn xác lên trời, nào là Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, nào là nữ vương, toàn những sự oanh liệt cả. Chứ còn nếu ta đặt mình vào trường hợp của cô Maria ở làng Nazareth vào thời điểm đấy,
thì mình sẽ thấy nó tăm tối như thế nào. Và khi đó ta khám phá ra rằng giữa quan điểm của Giacobbe và Phaolô không có gì là mâu thuẫn cả, mà đúng hơn là bổ túc cho nhau thôi. Bổ túc cho nhau. Điều nguy hiểm đó là đôi khi không phải người Công giáo nói chung, mà có một số anh em chúng ta quan niệm rằng ơn cứu độ này là do công lao của tôi. Nó cũng giống cái anh Pha-ri-sêu vào đền thờ cầu nguyện: lạy Chúa, Chúa coi con đây này, một tuần ăn chay 2 lần nhé, thuế thập phân đầy đủ nhé, chứ không có như cái thằng ở cuối nhà thờ kia nhé. Đấy, đôi khi mình quan niệm ơn cứu độ nó giống như vậy, rất nguy hiểm. Anh em Tin Lành người ta nhấn mạnh chuyện đức tin là điều đáng cho chúng ta nhớ lại. Nhưng mà đồng thời, đức tin không phải là tin suông, mà đức tin là một sự tín thác trọn vẹn, là một sự dấn thân toàn diện. Thành thử ra quan điểm của Thánh Phaolô và Giacôbê không có gì là mâu thuẫn với nhau, mà trái lại là để giúp cho mình hiểu rõ hơn thôi. Điểm thứ nhất này, các tiên tri là những người tuyệt đối trung thành với Thiên Chúa. Một cách cụ thể nhất, mời cả lớp lấy lại sách Các Vua, quyển thứ nhất, chương 18. Chúng ta đọc từ câu 20 cho đến hết câu 24 thôi, để biết những bối cảnh. Khi lễ trên núi Các Mèn, vua A-Kháp sai người đi mời toàn thể con cái Israel và triệu tập các môn sứ trên núi Các Mèn. Bấy giờ ông Elia đến bên dân và nói: các ngươi hãy thập kiện hai chân cho tới bao giờ? Nếu Đức Chúa là Thiên Chúa, hãy theo người, còn nếu là Ba-han thì cứ theo nó. Nhưng dân chúng không đáp lại lời nào. Ông Elia lại nói với dân: chỉ sót lại một người là thiên sứ của Đức Chúa, còn ngôn sứ của Ba-an có những 450 người. Hãy cho chúng tôi 2 con bò mỏng, họ hãy chọn lấy một con, chặt ra và đặt trên củi, nhưng đừng châm lửa. Tôi cũng làm thịt con bò kia rồi đặt trên củi, nhưng sẽ không châm lửa. Còn các ông hãy yêu cầu danh thần của các ngươi, còn tôi kêu cầu danh Đức Chúa. Vị thần nào đáp lại bằng lửa thì vị đó chính là Thiên Chúa. Toàn dân trả lời và nói: đề nghị hay đó. Rồi, xin cảm ơn. Tiên tri Elia thách đấu với các thầy tử tế của đạo Ba-an ở trên núi Các-mèn. Và các anh chị để ý câu 21, tiên tri Elia nói với dân làm sao: các ngươi nhảy khập khiễng hai chân cho tới bao giờ? Nhảy khập khiễng nghĩa là sao? Nghĩa là không có một lòng một dạ với Thiên Chúa, phải không? Một đằng thì vẫn mang danh là người tin Chúa, và một đằng khác thì lại vẫn đi thờ thần Ba-an, thần ngoại giáo. Cha Thụy ở bên đồng chú thế, ngài hay dùng cái từ gọi là nhị tâm, hai lòng. Để ý cái câu đó, để ý câu đó để làm cái gì? Để thấy là đối với tiên tri Elia cũng như với các vị tiên tri khác, các ngài đòi hỏi dân chúng phải có một chọn lựa dứt khoát.
theo Chúa là phải chọn lựa và chọn lựa dứt khoát. Không có cái kiểu nửa vời, không có kiểu nhảy lò cò, không có kiểu hài lòng, phải dứt khoát. Và điều đó nó biểu lộ tâm hồn của các ngài tuyệt đối trung thành với Chúa. Thế rồi một điểm nữa thể hiện cái sự gắn bó của các ngài với Chúa, đó là khi ta đọc sách của các tiên tri, ta thấy hầu hết các tiên tri đều lên án sự giả hình, đều lên án một cái lối sống đạo chỉ có nghi thức tế tự ầm ĩ ở bên ngoài mà tâm hồn thì không có. Thế cho nên ta mới gặp được ở trong sách của tiên tri Ô-dê cái câu rất hay mà Chúa Giê-xu sau này người lấy lại: ta muốn lòng nhân từ chứ không phải là hy lễ. Và nếu mà các anh chị muốn đối chiếu thì tôi đưa cho các anh chị một loạt ở trong này đây còn gì nữa. Nhưng mà ví dụ như là Amos, Amos mà ở chương 5 đó, ngài nói những câu rất nặng nề: lễ lạc của các ngươi ta chán ghét khinh thường, hội hè của các ngươi ta chẳng hề thích thú. Các ngươi có dâng lên ta của lễ toàn thiêu, những lễ vật của các ngươi ta không vui nhận. Chiên bò béo tốt các ngươi đem hiến tế, ta chẳng đoái hoài. Hãy dẹp bỏ tiếng hát om sòm của ngươi, ta không muốn nghe tiếng đàn của ngươi nữa. Ta chỉ muốn cho lẽ phải như nước tuôn trào, cho công lý như dòng suối không bao giờ cạn. Câu rất là hay. Tiên tri Amos rồi Isaiah rồi Ô-dê rồi các tiên tri khác đều lên án một cái thứ tôn giáo chỉ có nghi thức tế tự ở bên ngoài mà tâm hồn thì xa Chúa. Nó nói lên cái nỗi khao khát của các tiên tri là muốn lôi kéo dân trở về với Thiên Chúa đích thực. Tắt một lời, đó là những người rất nhiệt thành với nhà Chúa. Thế khi chúng ta nói về các tiên tri là những người tuyệt đối trung thành với Thiên Chúa như vậy, bây giờ ta nhìn sang Chúa Giê-xu thì các anh chị thấy làm sao? Chúa Giê-xu có dứt khoát chọn lựa Thiên Chúa không? Dạ có. Dĩ nhiên là các anh chị trả lời là dứt khoát rồi. Nhưng mà có một số đoạn văn đó giúp cho chúng ta thấy cái sự chọn lựa dứt khoát của Chúa Giê-xu. Tôi lấy ví dụ như ở trong Tin Mừng Ma-thêu chương thứ 4, câu chuyện tin mừng về việc Chúa Giê-xu chịu cám dỗ Chủ nhật thứ nhất mùa chay. Năm nào chúng ta cũng nghe bài tin mừng này, có thể là từ các thánh sử khác nhau nhưng mà nội dung chỉ là một. Thế thì ở trong cái câu chuyện mà Chúa Giê-xu chịu cám dỗ theo thánh Ma-thêu kể lại đó, thì quỷ nó đem người lên một ngọn núi rất cao và chỉ cho người thấy tất cả các nước thế gian và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy mà bảo rằng: tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó nếu ông sấp mình bái lại tôi. Chúa Giê-xu trả lời: Sa-tan, xéo đi, vì có lời đã chép rằng: ngươi phải bái lại Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và phải thờ phượng một mình người mà thôi. Một mình người mà thôi. Không có kiểu hài lòng. Tuyệt đối. Cho nên cũng như các tiên tri thời cũ, Chúa Giê-xu kêu gọi chúng ta phải chọn lựa dứt khoát. Có lẽ trong cuộc sống, những lúc mà Chúa ban cho mình bình an, thành công,
phát tài, mình cảm thấy trung thành với Chúa nó dễ. Nhưng mà những lúc có thử thách và đau khổ đến thì tự nhiên ai cũng thấy khó. Chúa Giêsu cũng vậy thôi. Cho nên tôi vẫn tâm niệm rằng cái lời cầu nguyện của Chúa Giêsu ở trong vườn cây dầu là lời cầu nguyện đẹp nhất. Đẹp ở cái chỗ là qua lời cầu nguyện đó, mình thấy rõ Chúa chia sẻ cái thân phận làm người với mình. Lạy Cha, xin cất chén đắng này xa con. Chúa chia sẻ cái thân phận làm người của mình. Chúa cũng run sợ trước những đau khổ và thử thách. Chúa cũng muốn xa tránh những cái gì là phiền toái và đau thương như chúng ta vậy. Chỉ có mỗi một điều là Chúa không như chúng ta ở chỗ là mình chỉ có ngưng đó thôi. Chỉ Chúa cất chén đắng này xa con, Chúa mà không cất thì thôi con bỏ luôn. Đấy, cái kiểu cầu nguyện của mình thì nó hay như vậy. Chúa Giêsu thì khác hẳn chúng ta ở cái chỗ là Ngài đi thêm một bước nữa. Nếu có thể được, xin Cha cất chén đắng này xa con, nhưng đừng theo ý con mà xin theo ý Cha. Phải cố gắng lắm mới có thể thốt lên một tâm tình cầu nguyện như vậy. Rất con người, nhưng mà cũng tuyệt đối tin tưởng vào Thiên Chúa là Cha. Cho nên cái lời cầu nguyện nó diễn tả một sự chọn lựa rất dứt khoát. Ở một chỗ khác, Chúa Giêsu nói rõ hơn về sự chọn lựa dứt khoát này. Anh em không thể làm tôi hai chủ. Bởi vì nếu mà mến chủ này thì sẽ ghét chủ kia, mà ghét chủ này thì yêu mến chủ nọ. Không thể làm tôi hai chủ. Hình như chúng ta thì lại hơi tính toán cái chuyện là lạy Chúa, con có thể vừa làm tôi Chúa mà vừa làm tôi thế gian được. Mình không nói rõ ra bằng lời như vậy, nhưng mà trong cái cách suy nghĩ, trong cái cách chọn lựa, rồi từ đó là cái cách sống của mình. Thật đấy mà, con vẫn trung thành với Chúa đấy, nhưng mà con vẫn đi theo thế gian. Còn Chúa Giêsu nói anh không thể làm tôi một lúc hai chủ được. Thì các anh chị thấy Chúa Giêsu đi ở trong đường hướng của các tiên tri, tuyệt đối trung thành với Thiên Chúa. Một điểm nữa nha, đó là cũng giống như các tiên tri thời Cựu Ước, Chúa Giêsu lên án thói giả hình. Các anh chị muốn thấy rõ thì mở Tin Mừng Matthew chương 23 ra. Tôi vẫn nghĩ là cái chương này là các linh mục bị Chúa Giêsu nhắm đầu tiên. Cho nên đọc cái chương này là đáng sợ lắm. Chương 23. Cái phần mà Chúa Giêsu khiển trách các kinh sư và người Pha-ri-sêu á, tức là từ câu 13 trở đi, dài lắm. Nhưng mà đại khái tôi muốn nhấn mạnh với các anh chị này, ở cái phần này luôn luôn Chúa Giêsu mở đầu là cái gì? Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình. Rồi mình đọc sang cái đoạn tiếp nữa thì làm sao? Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình. Rồi là một đoạn tiếp nữa thì khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng. Rồi tiếp đó thì lại khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình. Lặp đi lặp lại như vậy. Các anh chị đếm dùm tôi có bao nhiêu cái khốn à? Mấy cái? Một này, hai này,
ba này, bốn này, năm này, sáu này, bảy này, tám. Bảy này. Có bao nhiêu mối phúc? Tám mối phúc. Có bao nhiêu cái mối khốn? Bây giờ mình phải tưởng tượng thế này này. Mình đọc cái bản văn đó, mình không có cảm thấy nó sống. Các anh chị phải tưởng tượng thế này. Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu lúc bấy giờ là những người được coi như là lãnh đạo về mặt tinh thần. Thôi thì cứ nói trắng ra là so sánh với các linh mục bây giờ. Đấy. Bây giờ ta đặt mình vào trường hợp như vậy đi. Mà bây giờ có một ông tên là Giê-xu, ông ấy xuất hiện, ông chỉ thẳng vào mặt với ông cha, ông bảo khốn cho các ngươi, khốn cho các ngươi quân giày. Thế thì thử hỏi là sống sao nổi. Khủng khiếp lắm. Mình phải đặt mình lại vào trong cái bối cảnh đó, mình mới thấy là lời của Chúa Giê-xu khủng khiếp lắm. Cho nên đâu có lạ gì là người ta hè nhau, người ta giết. Đôi lúc tôi tự đặt cho mình câu hỏi là không biết Chúa Giê-xu mà xuất hiện vào cái thời điểm của chúng ta thì Ngài có sống nổi 3 năm không? Hay chỉ được 3 tháng thì là lên thánh giá rồi? Mà mình cứ gọi người ta là quân dữ, làm như thể mình là quân hiền lành lắm. Nhưng mà nếu Chúa Giê-xu xuất hiện vào thời đại của mình thì không biết có được 3 năm không? Và lúc đấy mình khám phá ra có lẽ là mình dữ hơn người ta, chứ không phải người ta là quân dữ. Và tôi muốn chúng ta đặt mình lại vào trong bối cảnh như vậy, cảm thấy nó sống động hơn, và đồng thời cảm thấy cái lời lên án của Chúa Giê-xu nó ghê gớm như thế nào. Ngài lên án sự giả hình. Như vậy các anh chị đã thấy rất rõ nhé, Chúa Giê-xu ở trong truyền thống của các tiên tri. Một sự liên tục và nối kết trong tinh thần từ các tiên tri cho đến Chúa Giê-xu. Bởi vì tất cả các ngài đều nhấn mạnh đến sự tuyệt đối trung thành với Thiên Chúa. Bây giờ chúng ta sang một điểm thứ hai để so sánh, để đối chiếu cả. Đó là các tiên tri ngày xưa chúng ta đã học rồi, nhưng mà không biết có để ý không. Các ngài luôn luôn tố cáo và lên án những bất công xã hội. Một cách cụ thể, ta mở lại sách Các Vua lần nữa coi nào. Sách Các Vua quyển thứ nhất chương 21. Câu chuyện này có còn nhớ không? Chuyện vườn nho của ông Naboth á. Chúng ta xem mấy câu đầu thôi là sẽ nhớ lại câu chuyện ngày ông Naboth từ chối không chịu nhượng vườn nho của mình. Sau những sự việc đó thì xảy ra chuyện ông Naboth người Gitraen có một vườn nho bên cạnh cung điện vua Akhab, vua Samari. Vua Akhab nói với ông Naboth rằng, hãy nhượng vườn nho của ngươi cho ta, để ta làm vườn rau, vì nó ở ngay sát cạnh nhà ta. Để bù lại, ta sẽ cho ngươi một vườn nho tốt hơn. Hay là, nếu ngươi muốn giá bao nhiêu, ta sẽ trả bằng bạc. Nhưng ông Naboth thưa với vua Akhab, xin Đức Chúa đừng để tôi nhượng gia sản của tổ tiên tôi cho ngài. Cảm ơn các anh chị. Như vậy là ông Naboth là ông ấy không muốn nhượng cái vườn nho của ông ấy cho nhà vua. Nhà vua có chịu thua không? Dạ không. Ông hình như là nhà vua thua đấy.
Nhưng mà có một quân sư mách kế ra là ai vậy? Bà Hoàng hậu Isabel. Cho nên là người ta cứ bảo mưu mô là các ông, chứ còn ở đây thì tôi thấy bà này bà ấy ghê hơn nhiều. Bà này bà ấy lại ghê hơn nhiều. Bà ấy nói với nhà vua là tại sao tâm thần của vua buồn đầu mà vua không chịu ăn uống như vậy? Thế rồi cuối cùng, khi mà nhà vua kể chuyện thì bà mới nói với nhà vua thế này: vua cai trị Israel hay thật, mời vua dạy mà ăn cho lòng phấn khởi lên, thiếp sẽ tặng cho vua vườn nho của ông Na-bốt. Bà ấy tặng bằng cách nào? Bà ấy tặng bằng cách là bà ấy lập ra một cái thứ tòa án, rồi vu cáo tội cho ông Na-bốt, và bà ấy cướp vườn nho của ông một cách ngon lành. Một sự bất công xã hội trắng trợn. Lúc bấy giờ tiên tri Elia xuất hiện, và tiên tri Elia tuyên cáo án lệnh của Chúa: này, ta sẽ giáng tai họa xuống trên người, ta sẽ xóa sạch hậu duệ của người, ta sẽ tiêu diệt các đàn ông con trai của Achab trong Israel, ta sẽ làm cho nhà ngươi nên như nhà Giarobam con của Nebat, vì ngươi đã chọc giận ta và đã làm cho Israel phạm tội. Chó sẽ ăn thịt bà Isabel trong cánh đồng Giê-ru-sa-lem. Kẻ nào thuộc về A-kháp mà chết trong thành thì sẽ bị chó ăn thịt, người chết ngoài đồng sẽ bị chim trời rỉa thấy. Khủng khiếp không? Và nếu các anh chị còn nhớ khi học sách các vua đó, thì những gì mà tiên tri Elia tuyên cáo là nó xảy ra y như vậy á. Cho nên các tiên tri là những người phẫn nộ trước những bất công của xã hội. Và ở đây có một điểm mà hình như khi ta học sách các tiên tri ta ít quan tâm lắm. Cái điểm nó nằm ở chỗ này. Một bên á là trung thành với Chúa, và một bên á là đời sống xã hội. Thế khi mà người ta không trung thành với Chúa, người ta đi thờ ngẫu tượng, thì cái việc thờ ngẫu tượng đó nó sẽ liên hệ mật thiết đến những bất công trong xã hội. Chúng ta ít để ý cái điểm này. Mình chỉ để ý cái chuyện là trung thành với Chúa thôi, và coi đó như là chuyện thiêng liêng, không có liên quan gì đến đời sống xã hội. Nhưng mà trong thực tế, khi người ta xa lìa Thiên Chúa và đi thờ ngẫu tượng, ngẫu tượng của ngày hôm nay đây này, của xã hội mà chúng ta đang sống đây này, của thế giới mà chúng ta đang hít thở đây này, cái ngẫu tượng đó là tiền bạc, là quyền lực, là chiếm hữu. Người ta coi đó như thần thánh để mà mình tôn thờ, hiến cả cuộc sống của mình để mà tôn thờ. Và nó gắn liền với cái việc thờ ngẫu tượng đó là những bất công tràn lan trong xã hội. Bởi vì khi mà người ta lấy ngẫu tượng của đời mình là quyền lực, là tiền bạc, thì người ta tìm mọi cách để thu thập tiền bạc và quyền lực, bất kể là anh em tôi sống hay là chết, đau khổ hay là khủng hoảng, tôi không cần biết, miễn sao tôi có quyền lực, miễn sao tôi có tiền bạc. Cho nên đừng có nói đến cái chuyện mà đạo thuần túy theo cái nghĩa là chỉ có thiêng liêng thôi. Nó có âm hưởng trong đời sống xã hội. Và vì thế ta mới hiểu được một đằng là các tiên tri nhấn mạnh là phải dứt khoát trung thành với Chúa, và một đằng khác thì các ngài tố cáo và lên án
những bất công xã hội. Cho dù những tố cáo bất công xã hội đó khiến cho các ngài phải gặp nhiều đau khổ. Ở đây mà muốn hiểu cho nó rõ hơn nữa đó, thì các anh chị đừng có quên trong lịch sử của dân Israel cũng là lịch sử cứu độ. Họ là một dân nô lệ. Thiên Chúa sai Môsê đến giải thoát họ khỏi cảnh nô lệ và dẫn họ đến một miền đất mà Thánh Kinh gọi là miền đất chảy sữa và mật. Thế thì cái miền đất đó là tự họ làm ra hay là quà tặng của Thiên Chúa? Dạ thưa là quà tặng chứ. Và Thiên Chúa ban cái miền đất đó như một quà tặng cho dân Israel, là ban cho hết mọi người hay là chỉ cho một vài người thôi? Cho tất cả mọi người trong dân. Nhưng mà trong thực tế đó, khi dân đã định cư ở trong dân Israel rồi, đặc biệt là từ thời vua Salomon trở về sau, thì đất đai dần dần chỉ thuộc về một số người, còn đại đa số dân chúng là đi làm thuê. Như vậy thì đâu có phù hợp với thánh ý của Thiên Chúa từ ban đầu. Và nếu chúng ta còn nhớ sách Lê Vi mà mình học đó, có một cái năm gọi là năm toàn xá đó, là năm đó làm sao? Mỗi một người trở về đất đai của tổ tiên mình. Đấy. Tức là thiết lập lại sự công bằng trong xã hội. Không có cái cảnh mà một người thì giàu quá sức và bao nhiêu người thì nghèo khổ hết sức. Tôi nhắc cái chuyện đó để các anh chị thấy niềm tin vào Thiên Chúa nó gắn liền với sự công bằng ở trong xã hội. Nó có lịch sử của nó đàng hoàng. Thế bây giờ khi chúng ta quan sát các tiên tri như vậy mà ta nhìn vào Chúa Giêsu, ta thấy làm sao? Ở đây các anh chị phải mở Luca ra, một đoạn tin mừng rất nổi tiếng của Luca, chương 4. Đoạn tin mừng này không xa lạ với chúng ta đâu. Chương 4 mà từ câu 16 cho đến câu 19. Chúa Giêsu tại Nazareth. Rồi Đức Giêsu đến Nazareth là nơi người sinh trưởng. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Đoạn này chúng ta quen lắm nhé. Nhưng mà các anh chị thường nghe giảng về cái đoạn này làm sao? Cái bài hát Thần khí Chúa đã sai tôi đi là chúng ta thuộc rồi. Mà khi mà nghe giảng về cái đoạn này thì thường thường mình nghe làm sao? Nếu tôi không lầm đó thì chúng ta sẽ thường nghe giảng về cái đoạn này nó nặng ý nghĩa thiêng liêng, đúng không? Thần khí Chúa ngự trên tôi nhé, để làm gì? Để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo. Người sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha.
thì là chúng ta sẽ nghe giảng về cái sự giam cầm trong tội lỗi. Bây giờ Chúa đến là để giải thoát mình. Thế rồi cho người mù biết họ được sáng mắt, thì chúng ta cũng sẽ nghe giải thích là về sự mù lòa tâm linh. Bây giờ Chúa là chân lý, Chúa đến Chúa mở mắt cho mình thấy. Rồi tiếp đó đó, trả tự do cho người bị áp bức, thì mình cũng nghe cắt nghĩa đó là mình bị áp bức vì ma quỷ, vì sự dữ. Rồi năm hồng ân của Chúa là đó là năm Chúa ban nhiều ơn lắm, nhất là ơn toàn xá, thì mình hiểu theo nghĩa là chịu khó đi nhà thờ mà đọc kinh mà xem lễ thì là bao nhiêu tội bao nhiêu vạ là Chúa tha sạch, chết một cái là lên thiên đàng thẳng, có đúng không? Đấy, chúng ta thường là nghe giảng như thế. Giảng như thế đâu có sai, không sai. Nhưng có điều á, nếu chỉ ngưng ở đó thì nó chưa hẳn là mang tất cả âm hưởng của đoạn thánh kinh này. Cái âm hưởng của đoạn thánh kinh này nó còn mang tính xã hội, mang tính xã hội. Công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Nhiều nhà chú giải kinh thánh nói rằng khi Chúa Giêsu đọc cái đoạn Isaiah mà nói đến năm hồng ân của Thiên Chúa đó, thì năm hồng ân này chính là năm toàn giá, là năm mà người ta được giải thoát, năm mà những người không có nhà cửa được trở về miền đất của tổ tiên để bắt đầu xây dựng lại, năm tái lập sự công bằng trong xã hội. Và ở đó ta sẽ thấy những cái lời như là trả tự do cho người bị áp bức, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha. Nó không chỉ là ý nghĩa thiêng liêng mà thôi, mà nó mang một ý nghĩa xã hội thực sự. Như vậy là Chúa Giêsu quan tâm đến đời sống xã hội lắm chứ không phải không? Và điều này thì có lẽ phải nói cho nó rõ, chứ nếu không thì có người lại bảo như thế thì Chúa Giêsu làm chính trị à? Cho nên phải nói cho rõ hơn là thế này. Sách Tin Mừng kể lại có một lần người ta đến, người ta thưa với Chúa như thế này: xin Ngài xử về vấn đề mà chia gia tài á mà. Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi. Thì Chúa Giêsu có xử không? Chúa Giêsu đáp thế này: này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh? Như vậy Chúa Giêsu không đến trần gian để làm quan tòa kinh tế. Chắc chúng mình không có nên nhờ mấy ông cha làm quan tòa kinh tế hết. Chuyện đó thì xã hội đã có luật pháp rồi. Chúa Giêsu không đến trần gian để làm chuyện kinh tế, mà Ngài cũng không có chấp nhận để cho người ta lôi Ngài vào những tranh chấp kinh tế. Cụ thể như Matthew 22, cái câu chuyện mà nộp thuế cho Caesar đó, tất cả chúng ta đều nhớ, phải không? Những người Pharisêu bàn bạc với nhau, rồi mới sai môn đệ của họ đi cùng với những người phe Herodê đến nói với Chúa Giêsu rằng: thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Rõ ràng là quân gian manh, không? Cái quân gian manh là cái chỗ đó, là một đằng thì đi gài bẫy người ta, nhưng mà một đằng thì bề mặt thì tỏ ra là nhân đức lắm. Đấy, thế thì họ mới đặt cái câu hỏi thế này: xin Thầy cho biết ý kiến là có được phép nộp thuế cho Caesar không? Lúc bấy giờ quê hương của Chúa Giêsu bị đế quốc Roma thống trị, cho nên cái đồng tiền mà người ta xài ở ngoài chợ đó là tiền gì?
tiền của Roma chứ, tiền của đế quốc chứ. Nhưng mà khi mà người ta bước vào trong khuôn viên đền thờ để mà mua bán chim bồ câu, con bò, con chiên để dâng của lễ cho Chúa, thì người ta mua bằng gì? Người ta mua bằng tiền gì? Tiền của đền thờ. Cho nên mới có cái bàn đổi tiền, dịch vụ kiều hối ở trong khuôn viên đền thờ. Lý do là như vậy. Thế bây giờ họ đặt cái câu hỏi là có nên nộp thuế cho Caesar không? Chúa Giêsu trả lời đằng nào cũng chết. Cái bối cảnh chính trị lúc bấy giờ là có những người chống đế quốc Roma kịch liệt để đòi lại sự độc lập, tự quyết cho dân tộc. Và một đằng khác thì có những người cộng tác với đế quốc. Chúa Giêsu trả lời đằng nào cũng chết. Trả lời là nộp thuế thì Ngài sẽ đứng về phe của những người bênh đế quốc. Trả lời là không nộp thuế thì Ngài sẽ đứng về phe những người chống đế quốc. Và có nghĩa là đế quốc nó sẽ giết chết Ngài. Nhưng mà cách trả lời của Chúa Giêsu rất hay. Và cách trả lời đó cho thấy là Ngài không chấp nhận để người ta lôi Ngài vào một cái lập trường chính trị nào của họ cả. Liên quan đến ngày hôm nay, tôi có thể nói chân thành với các anh chị, đấy là lý do giáo hội không cho phép linh mục làm chính trị. Một ông linh mục nào đó có một thời làm tổng thống đó, thời Đức John Paul đệ nhị đó, là ngài chấm dứt ngay. Mới đây nghe tin đồn lại một vị giám mục nào cũng định ra ứng cử tổng thống đó, mà tòa thánh là cũng có ý kiến ngay, không làm chính trị. Lý do tại sao vậy? Là bởi vì tin mừng của nước Thiên Chúa vượt lên trên mọi ranh giới của mọi ý thức hệ và chính trị. Là người giáo dân sống ở trong xã hội, chúng ta có những chọn lựa chính trị của mình. Nhưng mà làm linh mục mà rao giảng tin mừng không phải với tư cách cá nhân, mà là với tư cách là thừa tác viên của hội thánh, thì phải nhớ, phải tâm niệm một điều là tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, tin mừng về nước Thiên Chúa vượt lên trên mọi ý thức hệ. Có cơ sở từ chính thái độ của Chúa Giêsu. Thế cho nên á, nói rõ ra để thấy được rằng một đằng là Chúa Giêsu không có chấp nhận để cho người ta lôi ngài vào những tranh chấp chính trị và kinh tế. Nhưng mà một đằng khác, ngài rất quan tâm đến những người thấp cổ bé miệng trong xã hội. Các anh chị đọc ở trong tin mừng Matthew 8 mối phúc thật đó, phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó. Còn nếu mà các anh chị đọc ở trong Luca đó, thì không phải phúc cho những ai xa xa, mà là phúc cho anh em, những người đang nghe đây này. Và cũng không phải là tinh thần nghèo khó, mà là phúc cho anh em là những người nghèo. Giờ mình tưởng tượng xem, tôi là linh mục nhưng mà tôi xét mình vào, có linh mục nào bây giờ có thể vào trong một xóm lao động xong rồi đứng la toáng lên là phúc cho anh chị em vì anh chị em nghèo lắm. Đấy, cả lớp cười đấy. Tức là các anh chị không chấp nhận cái gì. Giờ có ông linh mục nào đấy vào trong một xóm lao động la toáng lên như vậy, phúc cho anh chị em vì anh chị em nghèo lắm, thì người ta có hân hoan không? Không hân hoan. Không hân hoan thì người ta làm sao? Tôi sợ là người ta kéo ra người ta tát cho một trận cho mà biết là thế nào là hạnh phúc. Là thế bây giờ mình đặt ngược lại vào trong bối cảnh thời Chúa Giêsu coi,
Tại sao Chúa Giêsu có thể giảng thoải mái như vậy? Tại sao người ta quây quần chung quanh Chúa Giêsu mà Ngài có thể nói rất thoải mái? Phúc cho anh chị em là những người nghèo, vì nước trời là của anh chị em. Tại sao mà Chúa nói thoải mái vậy? Đấy là bởi vì chắc người ta thấy Chúa Giêsu cũng xem xem. Người ta cảm thấy là Ngài là cùng với họ, chia sẻ với họ, sống với họ. Cho nên nó là dấu chứng rằng là Ngài rất quan tâm đến những người thấp cổ, bé miệng ở trong xã hội. Cũng lại trong một truyền thống của các tiên tri, tố cáo, lên án những bất công xã hội và bênh vực người nghèo. Điểm cuối cùng, đó là các tiên tri ngày xưa đó tố cáo và lên án sự lạm dụng quyền lực ở trong xã hội. Quyền lực ở đây có thể quyền lực ở ngoài đời này, mà cũng là quyền lực tôn giáo. Quyền lực ở ngoài đời chẳng hạn như là tiên tri Jeremiah, vị tiên tri mà cảm thấy là cái sứ mạng rao giảng lời Chúa đem lại không biết bao nhiêu là đau khổ cho mình, đến nỗi mà chỉ muốn nguyền rủa cái ngày mà mẹ mình sinh ra đời. Jeremiah tuyên bố làm sao? Trong những ngày ấy, sấm ngôn của Đức Chúa, vua sẽ phải kinh hồn, thủ lãnh cũng bạc vía, tư tế thì hốt hoảng, ngôn sứ thì bàng hoàng. Ê thì còn ai nữa? Ông ấy liệt kê hết này, vua này, thủ lãnh này, tư tế này, ngôn sứ này. Bao nhiêu người lãnh đạo từ đời cho đến đạo, ông lên án sạch. Không biết là thời này mà có vị tiên tri nào mà dám ăn nói dữ tợn như vậy. Mà cái lạ cái là bản tính của Jeremiah là bản tính hiền lành nhé. Bản tính thì hiền lành mà Chúa lại cứ sai đi nói những cái lời khủng khiếp. Thì mới thấy rõ ra rằng là Ngài giảng lời Chúa chứ không phải là Ngài giảng cái suy nghĩ cá nhân của Ngài. Rồi một điểm nữa mà các anh chị thấy rõ nha. Đối với dân Israel ngày xưa thì hỏi rằng còn có chỗ nào cao trọng cho bằng đền thờ. Thấy không? Chúng ta biết rồi, mỗi một làng chỉ có một cái nhà gọi là hội đường thôi. Còn đền thờ thì người ta chỉ có một đền thờ ở Jerusalem, nhà của Chúa, một nơi được coi là trung tâm tôn giáo và trung tâm chính trị nữa. Ấy thế mà tiên tri Jeremiah cũng không tha. Đừng ỷ vào những lời giả dối sau đây. Đền thờ của Đức Chúa đây, đã có đền thờ của Đức Chúa đây, đền thờ cũng không ăn thua gì. Jeremiah không nể nang ai cả, ngay cả đền thờ mà Ngài cũng nói như thế. Và cũng vì thế mà các tiên tri phải chịu nhiều đau khổ. Như chúng ta nhớ học mà sách tiên tri Amos á, Ngài nói tiên tri làm sao mà mấy cái ông tư tế và mấy ông tiên tri chính thức ở trong đền vua đó, ông ấy nói với Amos là anh đi chỗ khác mà làm ăn, chỗ này không phải là chỗ làm ăn của anh. Đuổi đi như thế là còn phúc ấy, và chỗ khác là nó bắt bớ, nó đánh đập rồi nó tính giết chết. Thế thì đối với Chúa Giêsu ta cũng thấy y như vậy. Ngài lên án những quyền lực về mặt xã hội, quyền lực về mặt tôn giáo và cả đền thờ. Phi-la-tô là đại diện cho hoàng đế Roma để coi sóc cái miền đất Palestine lúc bấy giờ. Mà Chúa Giêsu trong thân phận của một người bị Phi-la-tô xử án, Ngài nói rất là bình tĩnh,
Cái quyền của ông á, là do từ trên ban cho thôi. Ngài nói rất là bình tĩnh. Ông Phi-la-tô cũng phải cảm thấy là kính phục. Còn đối với những quyền lực tôn giáo thì chúng ta thấy rồi, Ngài lên án rất là thẳng thắn. Và nói đến đền thờ thì chắc các anh chị không quên cái sự kiện là Chúa Giê-xu thanh tẩy đền thờ Giê-ru-sa-lem. Ngài đuổi con buôn khỏi đền thờ, Ngài hất tung những cái bàn đổi tiền, và Ngài tuyên bố là đừng biến nhà cha ta thành hàng trộm cướp. Nhưng mục đích của tôi hôm nay á, để kết thúc sách các tiên tri, là làm sao để các anh chị thấy có một sự liên tục giữa các tiên tri thời cựu ước mà chúng ta đọc với Chúa Giêsu Kitô là tâm điểm đời sống đức tin của chúng ta. Đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Và ta hiểu được là ngay từ thời của Chúa Giêsu là những người, người ta không tin vào Chúa đi nữa, người ta vẫn nhìn thấy Chúa là một vị tiên tri. Và như thế, cái phần tiếp nối mà tôi mời các anh chị đó là cái câu hỏi để mỗi người có thể suy nghĩ thêm, đó là chúng ta có thể làm gì để sống tinh thần của Chúa Giêsu và tinh thần của các tiên tri trong đời sống của mình. Thì chúng ta kết thúc ở đây, và các anh chị nhớ là tuần tới bắt đầu các nhóm đọc và chia sẻ với nhau về sách Châm Ngôn nhé.